Kế hoạch với tương lai thì nó vẫn vậy thôi. Nó cũng phát triển cái kinh doanh đó thì cũng lập gia đình rồi ra riêng. Em nghe chị tấn công ảnh mà em nghe chưa nghe ảnh hỏi chị câu nào hết trơn. Sao nãy giờ anh im gu anh trả lời không vậy? Tại người ta giáo viên người ta từng trải rồi. Thấy nói chuyện hay không? Dạ. Hồn nhân là lắm mồ của tình yêu đó gì mà bi quan quá vậy chị? Mình để coi coi ảnh có cái quan điểm như thế nào chứ cái câu đó. Tại vì cái câu đó mình nghe người ta nói nhiều lắm. Tường cũng nghe nhiều người nói với Tường cái câu đó, nhưng mà Tường lại không nghĩ như vậy. Mình đã mong muốn có một cái cuộc hôn nhân để làm gì? Để người ta nắm tay nhau sống với tuổi già. Cái hậu bên lúc trẻ xung quanh người bên cạnh đó là chuyện hết sức bình thường. Quan trọng khi về già, khi ốm đau bệnh tật, về cuối đời có ai ở bên cạnh mình không mới là quan trọng. Cho nên bây giờ người ta kết hôn để hướng tới một cái tương lai tốt đẹp. Chứ còn để kết hôn mà tự nhiên rồi nắm mồ thì kết hôn làm gì? Hôn nhân là mới bắt đầu một chặng đường. À, một chặng đường còn khá là xa và khá là dài. Nhiều người cứ nghĩ là kết hôn là hết, nhưng thật ra kết hôn chỉ mới là bắt đầu thôi. Thế hôm nay chị đi có đứa con nào đi theo không? Dạ có con trai lớn của em đi. Rồi mời con trai vô, cô Tường hỏi chuyện chút xíu nè. Trời ơi, mày đi học đại học mà mày đeo còng, đeo xích lỗ tai dữ vậy con? Dạ. Rồi, đứng đây. Chào con dạ, tên gì? Con chào cô ạ. À. Chào cô Cát Tường, con chào chú ạ. Dạ, con tên là Châu Huỳnh Việt Lân. Con đeo kiểu này chắc chú nhìn con, chú sợ chú chạy quá à. Sao? Dạ. Ờ, nó không gì đâu, nó chỉ là cái phong cách thôi. Ảnh hưởng gì tới tính cách hết. Mà con đang học ngành gì mà con phong cách quá vậy? Dạ, con đang học luật. Học luật? Luật kinh tế. Trời ơi, tôi chưa thấy luật sư nào mà ra đi bào chữa, đi tranh cãi mà quất hai chiếc bông toàn ten vậy luôn á. Nhân cách mình ổn định, tốt dạ, là được dạ. Rồi, bây giờ nói chuyện về mẹ chút xíu. Bình thường mẹ ở nhà là người như thế nào? Dạ, mẹ là một người rất là chu đáo với con cái. Con lên được đại học như này là công của mẹ rất là nhiều. Dạ, nếu mà nói về chung thủy hoặc là nồng cháy trong tình yêu thì mẹ con không có thiếu đâu. Mẹ con rất là giáo viên yêu rồi. Văn mà dạ, dễ gì con. Mà theo con thấy là mẹ chưa ok không? Dám nói không? Dạ, cũng... dạ nói con. Dạ, dạ nói đi con. Đấy, thì thường thì mẹ con về á, dạy về á là khoảng trưa là khoảng 12:30, 12:45 rồi. Thì lúc đó làm việc về á cũng mệt đó con. Nên mặt mẹ thì hơi nghiêm túc lúc đó. Thì dạng như đừng có chập chọc ngay khúc đó thôi. Dạ. Rồi bây giờ chú bên đây nè. Hôm nãy giờ con ngồi dưới con nghe rồi đó. Giờ con chào hỏi chú vài câu và con cảm nhận cho cô. Con nhận xét. Con nói dạ, thẳng đi. Chào chú ạ. Chào Cát Tường, chào bạn trai. Chào tất cả mọi người. Mình tên là Đăng Lân, năm nay 43 tuổi. Hiện mình đang ở An Giang. Nghề nghiệp của mình là tài xế. Là từ An Giang chạy lên đây ghi hình. Dạ. Dạ anh lên hồi nào? Lên hồi lúc tới đây lúc 1 giờ. Dạ, rồi khi nào mình định về lại An Giang? Xong rồi về lại. Mình đi lên bằng gì? Đi xe tốc hành hả anh? Không có, đi xe riêng nhà. Rồi bây giờ mình hẹn hò được với bạn gái rồi mình cũng đi về luôn nha hả? Không đi chơi, không tìm hiểu gì trơn hả? Dạ, lại ăn đêm. Ở lại ăn đêm, đó. Mình có bà con gì trên này không? Cũng có bà con ở bên quận 12, Hóc Môn. À, rồi. Rồi bây giờ giới thiệu chị gái, rồi chị giới thiệu thông tin của dạ, mình. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào à nữ MC Cát Tường xinh đẹp dạ, và mạnh mẽ tài giỏi. Xin chào anh bạn bên cạnh. Mình tên là Quỳnh Thị Hồng Phụng. Năm nay mình 43 tuổi Tây, 44 tuổi Ta. Rồi. Hiện tại thì mình là giáo viên. Mình cũng ở An Giang. Mình ở tại thành phố Long Xuyên của An Giang. Ủa An Giang luôn. Dạ. Đâu hai anh chị hỏi thử coi mình có ở gần nhau không? Tại vì em cũng không có rành An Giang. An Giang ở khúc nào anh? Bạn ở Long Xuyên ở phường nào bạn? Dạ em ở phường Mỹ Quý. Mình ở phường Bình Khánh. Anh em đi cho trời ơi, bốn mấy tuổi rồi mà còn mình gì nữa, muốn lấy vợ không? Anh ở phường Bình Khánh. Dạ vâng. Gần nhau không chị? Dạ cũng gần. Ở thành phố Long Xuyên mà Mỹ Quý với Bình Khánh thì được. Coi vậy là tiện quá rồi, chắc chương trình cũng kiếm dữ lắm mới được cặp này đây nè. Rồi, mình đang làm công việc gì vậy chị? Dạ em hiện tại là giáo viên dạy cấp 2. Dạ em dạy môn văn. Dạy văn là cô giáo chắc cũng ước ác ha, cũng thơ mộng dữ nha. Điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh của em thì em là một cái người rất là vui vẻ, thân thiện, cởi mở, lạc quan và lúc nào cũng luôn luôn tích cực trong cuộc sống. Dạ. Điểm yếu thì hay quên. Và cái này thì cũng vừa là điểm yếu mà cũng vừa là điểm mạnh của em. Đó là sống nghiêng về cảm xúc. Làm cách nào để mình cân bằng được cảm xúc của mình? Có thể là mình trong những lúc mà cảm xúc mình nó nhiều quá đó thì mình ngồi thiền. Có ngồi thiền nữa hả? Dạ. Trời, vâng. Chị hay hơn em là em chưa có ngồi thiền được đâu. Anh nghĩ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Em cũng vui vẻ, hòa đồng, biết chơi thể thao, biết làm việc nhẹ. Chơi thể thao, chơi môn gì?
Mình chơi môn cầu lông, chiều nào cũng đi chơi mà. Ồ, vậy là nhìn ốm nhưng mà không yếu đúng không? Ốm, chưa chắc yếu. Ốm, chưa chắc yếu. Ốm mà chưa chắc yếu, không biết. Cái này em chịu nè. Chịu hả? Rồi, chịu tôi gả luôn. Ốm, nhưng không yếu. Nhưng cái này người ta giới thiệu thôi, còn có hay không mình chưa biết. Cái đó để test. Đúng rồi, cái đó để test. Em á thì em có sở thích, em hay đi bộ mỗi buổi chiều. Chiều là em đi 10.000 bước. Ghê vậy đó hả? Rồi mình đi, à có cái máy đếm cho mình phải không? Cái điện thoại á chị, à, mình cài cái... cài. Chắc ai cài giùm tôi cái điện thoại, con biết ngày tôi đi được mấy bước đây nè. Còn điểm mạnh, điểm yếu gì nữa không anh? Hay lười. Ủa sao mới chơi thể thao đó mà chuyển qua cái hay lười liền vậy? Có những lúc mà rảnh rỗi á thì mình nằm hoài. Vậy lúc nào mà anh rảnh mà anh lười đó thì anh điện cho em đi, em lại em dẫn anh đi chơi thể thao. Đó ừ. Được mà. Ghê ghê, dạ. Bên đây mình chơi thể thao môn gì? Đi bộ quá hả? Đi bộ. Em nói chung là em thích chơi thể thao. Em cũng chơi được mỗi món chút gì đó. Ví dụ cầu lông, đá cầu. Nói chung là em cũng rất là thích. Được, cặp này tương xứng nè. Tướng cái bộ cũng ro ro như nhau nha. Tình trường sao anh? Mình trải qua hai mối tình. Một mối tình hồi phổ thông và một mối tình hồi lúc mình học lớp trung cấp kế toán. Ủa học ra không đi làm cái đó rồi qua làm tài xế luôn? Cái nghề tài xế làm như bị dính vậy đó. Mình cũng đã tốt nghiệp đại học kế toán rồi. Vậy luôn á hả? Trời ơi, đúng là cái gì cũng cái duyên, cái nghề chọn mình chọn nghề. Quen nhau hai đứa học trung cấp chung lớp. Quen nhau 6 năm rồi chia tay. 6 năm mà sao không tiến được tới hôn nhân hả anh? Thì lúc đó thì cũng còn cô bạn gái thì cũng còn trẻ, mới lớn à, học xong rồi ra đi làm, có việc làm rồi mới cưới. Mà đi ra có việc làm rồi thì mới là tiếp xúc với nhiều đối tượng hơn. Nhìn lại so sánh thì mình không bằng. Trời ơi, nhưng mà lúc đó anh cũng gần 30 rồi đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, rồi chia tay mối tình đó là mất, anh có buồn không? Buồn mất bao lâu? Khoảng mất khoảng 2 năm. 2 năm sau mới ổn lại. Rồi. Rồi sao từ rồi lúc sao? Ổn đó tới nay sao im gu luôn? Không biết sao nữa, nhưng mà từ lúc ổn đó tới nay đó, thì cũng có thích một hai người. Nhưng mà mới vừa chọc ghẹo cái là người ta phát cho cái thiệt. Chọc ghẹo cái là phát cho cái thiệt. Trời, anh mát tay dữ vậy. Mát tay quá vậy. Cô nào ế gặp anh chọc ghẹo cái là người ta phát cái thiệp liền. Đúng rồi. Đừng bữa luôn. Nay anh gắng anh chọc ghẹo cô này giùm em cái nha. Chứ mình muốn lấy chồng rồi đúng không em? Dạ vâng. Chọc ghẹo cái cho cô phát cái thiệp giùm em cái được không? Được. Rồi bây giờ thí dụ tìm được người tâm đầu ý hợp thì bao nhiêu lâu nữa mình đám cưới? Tầm khoảng 5 là mình đám cưới được rồi. Rồi cưới xong về hiện giờ anh đang ở đâu, ở với ai? Ở với mẹ với dạ. Anh chị. Rồi giờ lấy vợ về ở chung nhà luôn? Ở chung luôn. À, tình trường mình sao chị? Em được, xin được chia sẻ là lúc mà còn đi học đó, thì đi học đó thì cũng có vài mối tình đơn phương của tuổi học sinh thôi. Học xong rồi cái đi ra trường dạy chưa được một năm nữa, được bên nhà trai ta ngắm nghía cái người ta hốt mình luôn. Dạ. Rồi lúc đó nhiêu tuổi? Lúc đó 23 tuổi chị. Dài thì như là cũng nói chung là hai đứa là do mai mối, cũng chưa có cái tình cảm gì trước hết á. Đó mình cũng còn trẻ còn nhỏ, mình cũng chưa có kiến thức, chưa có hiểu biết nhiều, cho nên là cái hôn nhân của mình nó không có được trọn vẹn. Cái cuộc hôn nhân đó kéo dài được bao lâu chị? Kéo dài cũng 15 năm. Ly hôn mấy năm ly rồi? Ly thân thì là 5-6 năm. Ly hôn thì cuối 2019. Rồi, ly thân 5 năm rồi. Vậy là mình có cháu nào chưa? Dạ em có hai bé, một bé trai hiện nay là đang học đại học năm thứ 2. Dạ. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và một cái bé gái nhỏ là tụi trường tới bé học lớp 6 ở với em hết. Nhưng mà mình cũng sống với nhau là cả chục năm thì nguyên nhân gì chia tay không có cứu vãn được hả? Dạ. Hai đứa con rồi. Có thể nói là do có cái sự chênh lệch về, thứ nhất là về tuổi tác. Thứ hai là tuổi tác là ảnh lớn hơn hay ảnh nhỏ hơn? Dạ nhỏ hơn. Ảnh hơn chị nhiều ít? Dạ nhỏ hơn 3 tuổi. Có 3 tuổi à? Trời ơi, tôi tưởng nó nhiều lắm. Cái thứ hai nữa là do hai người không có kết nối được với nhau. Không kết nối mà 10 năm ở chung đẻ hai đứa con mà cũng không kết nối được. Dạ. Rồi, hiểu. Nghe cái hoàn cảnh của chị như vậy thì anh có ngại gì không? Anh có suy nghĩ như thế nào? Cũng không có ngại gì đâu hả chị. Con thì cũng lớn rồi, còn bé nãy em nói bé nhỏ bao nhiêu tuổi à? Dạ 11 tuổi anh. Còn bé đó, cái cô kia nó, cô chị hay cũng là... anh hai lớn rồi, anh hai học đại học rồi. À. Rồi giải tỉ thí dụ bây giờ hai người lấy nhau rồi cổ đi theo về nhà anh ở luôn, rồi cổ đem bé con nhỏ theo ở luôn được không?
Vẫn được, bình thường. Nhà có chỗ ở không? Có. Bây giờ chị có muốn đẻ nữa không? Cái này chứ bây giờ chị có hai chị có hai con mà người ta chưa có con rồi làm sao? Thì đó, đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Cần phải bàn. Bàn bây giờ nói thử ý định, nói thử nghe. Nói thiệt không? Là cái tuổi của em thì nó cũng như hết muốn đẻ rồi phải không? Dạ đúng rồi đó. Đó, rồi giờ sao? Căng. Căng à, giờ thí dụ người ta hết muốn đẻ rồi, người ta 43 tuổi hết hết trứng luôn rồi, giờ sao? Cái đó nó cũng hơi khó thì mà nói thiệt, ví dụ giờ mà yêu quá rồi có đẻ đẻ được không? Yêu thì mới biết được, nhưng mà em nghĩ nếu mà đã yêu mà đủ lớn có thể cho mình thấy được là cái tình yêu nó đủ lớn. Rồi 50 tuổi thì vẫn đẻ mà, con trứng là con đẻ. Em sợ. Nhưng mà ý là sự sức khỏe mình ảnh hưởng đến mình thôi, chứ còn thật sự rất là nhiều người gần 48 50 tuổi vẫn đẻ bình thường, chu kỳ kinh nguyệt mình còn là mình đẻ thôi hả? Giống như em nè, em tuyên bố nghỉ đẻ rồi đó, mà rủ chồng em chưa, rủ em lấy chồng trẻ, chồng chưa có con cũng phải ráng chứ sao. Rồi bây giờ đâu đâu cho coi hình, coi cho coi hình anh chị coi nè. Giờ chị muốn lấy một người chồng như thế nào? Ở cái tuổi của em nha, chỉ mong là cái người bạn của mình á, có thể là cái người cùng đồng hành với mình, trở thành cái người bạn đời, bạn đường, để mà hiểu, chia sẻ những cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Dạ. Nhìn hình chắc đó, em nhìn hình chắc là đồng nghiệp của em trong hình không quá. Sao vậy? Toàn là giáo viên trong đó không? Vậy hả? Mà ông đưa cái hình gì mà ông đưa cái hình mà 80 người trong này rồi làm sao người ta nhận dạng ra được mình trời. Kiếm đi, cổ trong đó đó. Còn giờ anh muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đó, bộ nết luôn ba tấm hình. Sao vô chưa gì trơn, chọn ngay cô đó hay vậy? Gu của anh đó hả? Không phải, nãy chị Cát Tường nói goi goi giống nhau, ốm ốm giống nhau. À, ồ hay quá ha. Nhưng mà mẫu người lý tưởng của anh là người như thế nào? Chỉ cần lễ phép, trung thủy. Coi kiếm ra chưa? Trời ơi căng thẳng quá, đâm chiêu quá. Em thì em thích đàn ông vui vẻ, cười, cho nên là cái tấm hình này thì em nghĩ là anh này. Ờ rồi cái tấm hình trên ảnh đâu? Tấm hình trên em đang tìm mà phải chưa thấy. Phải có ổng ở trọng chứ, hai tấm hình của ổng đều phải có ổng chứ. Nhìn hoài không ra ổng luôn á trời. Chỉ đại đi. Chỉ bậy tôi gả bậy luôn á. Thôi bây giờ em quyết định em chọn anh này đi. Bây giờ xin mời hai anh chị nhìn về cửa trái tim nha. Tôi đã nói ốm ốm rồi mà cổ cương quyết tôi chọn anh này. Anh hơi mập mập một chút. Xin mời anh chị. Sao ạ? Rồi em nhìn ra ảnh rồi. Đâu, ảnh đâu? Đây, anh mặc áo bên đây nè, thấy chưa? Dạ. Bên đây nhìn vô chọn ra liền ha, hay ha. Em nhìn hình nó không có đồng nghiệp của em à? Dạ, em không thấy. Em không thấy đồng nghiệp. Nguyên tấm hình đó là giáo viên hết đó. Giáo viên trường nào anh? Khắp của thành phố Long Xuyên đó. Ghê vậy, anh làm gì mà anh giao thiệp hết hết giáo viên của khắp thành phố Long Xuyên luôn ghê. Đó là cái nhóm học chung thời phổ thông. Hàng năm có đi gặp mặt đó. Dân ta là đại học đàng hoàng đó, không có giỡn đâu à. Lần đầu tiên khi mà cánh cửa này mở ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai anh chị khi nhìn thấy nhau là như thế nào? Nhìn em thì cũng bình thường, nó không có cảm giác gì nhiều. Nói sao? Ghẹo nọn nãy gì đây? Đây, anh có học quà gửi. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có quà gửi tặng anh. Dạ. Rồi, thôi được rồi, bây giờ đó là cái cảm xúc đầu tiên thôi. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai anh chị một khoảng thời gian riêng để hai anh chị cùng trò chuyện với nhau. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi, bây giờ các Tường xin mời hai anh chị nha. Đây là một món ăn cũng rất là đặc sắc của nhà hàng Indochine. Đây là món chả giò hải sản. Nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa thôi, Tường sẽ quay trở lại. Dạ, em mời anh đi. Dạ. Anh làm tài xế mà là tài xế cho... Tài xế tự do hay là... Không, ở nhà có xe ở nhà, kinh doanh ở nhà. Vậy thì cái công việc đó nó có hàng ngày không anh? Có nhiều khi thì nó cũng liên tục, hàng ngày, ngày nào cũng có. Thì lúc ế thì nó cũng không có. Nhưng mà ế thì nó ế khoảng thời gian ngắn thôi. Em có 3 câu hỏi hỏi anh á. Em cứ hỏi nha. Dạ, anh nghĩ như thế nào về cái vai trò của người đàn ông trong tình yêu?
đàn ông mà trong tình yêu thì lúc nào cũng luôn luôn cũng phải che chở bảo bọc. Anh nghĩ là tại vì có người ta nói câu như thế này nè, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Vậy anh nghĩ như thế nào về cái câu này? Anh cũng chưa trải qua hôn nhân lần nào nữa nên anh đâu có biết. Có thể là ví dụ như bằng cái sự quan sát mà cuộc sống, hoặc là bằng những người thân xung quanh mình á, thì anh nghĩ hôn nhân nó như thế nào trong cái hành trình của xung quanh của anh mà tiếp xúc với bạn bè rồi kia thì thấy là đa số gia đình nó toàn là hạnh phúc chứ đâu có gì đâu mà nấm mồ. Tại vì mình lựa chọn nó không đúng hay sau đó thì nó mới gọi là nấm mồ chứ. Em nghĩ nó là nấm mồ hay là gì đi nữa thì là cũng do cả hai thôi. Cả hai cùng phải có ý thức để xây dựng cái hôn nhân đó thì nó mới trường tồn. Anh có cái kế hoạch hay là cái ước mơ gì cho cái tương lai sau này không? Bây giờ đang làm như vậy thì cái kế hoạch với tương lai thì nó vẫn vậy thôi. Nó cũng phát triển cái kinh doanh đó thì cũng lập gia đình rồi ra riêng. Em nghe chị tấn công ảnh mà em nghe chưa nghe ảnh hỏi chị câu nào hết trơn. Sao nãy giờ anh im gu anh trả lời không vậy? Tại người ta giáo viên người ta từng trải rồi. Thấy nói chuyện hay không? Dạ. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nói gì mà bi quan quá vậy chị? Mình để coi ảnh có cái quan điểm như thế nào chứ cái câu đó. Tại vì cái câu đó mình nghe người ta nói nhiều lắm. Tường cũng nghe nhiều người nói với Tường cái câu đó, nhưng mà Tường lại không nghĩ như vậy. Mình đã mong muốn có một cái cuộc hôn nhân để làm gì? Để người ta nắm tay nhau sống với tuổi già. Cái hậu bấy lúc trẻ xung quanh người bên cạnh đó là chuyện hết sức bình thường. Quan trọng khi về già, khi ốm đau bệnh tật, về cuối đời có ai ở bên cạnh mình không mới là quan trọng. Yeah. Cho nên bây giờ người ta kết hôn để hướng tới một cái tương lai tốt đẹp. Chứ còn để kết hôn mà tự nhiên rồi nấm mồ thì kết hôn làm gì? Hôn nhân là mới bắt đầu một chặng đường. Một chặng đường còn khá là xa và khá là dài. Nhiều người cứ nghĩ là kết hôn là hết, nhưng thật ra kết hôn chỉ mới là bắt đầu thôi. Thế hôm nay chị đi có đứa con nào đi theo không? Dạ có con trai lớn của em đi. Rồi mời con trai vô, cô Tường hỏi chuyện chút xíu nè. Trời ơi, mày đi học đại học mà mày đeo còng đeo xích lỗ tai dữ vậy con. Dạ. Rồi đứng đây. Chào con dạ, tên gì? Con chào cô ạ. Ừ. Cứ ghét Tường nghe con chào chú ạ. Dạ con tên là Châu Huỳnh Việt Lân. Con đeo kiểu này chắc chú nhìn con chú sợ chú chạy quá à. Sao? Dạ. Nó không gì đâu, nó chỉ là cái phong cách thôi. Ảnh hưởng gì tới tính cách hết. Mà con đang học ngành gì mà con phong cách quá vậy? Dạ con đang học luật. Học luật? Luật kinh tế. Trời ơi, tôi chưa thấy luật sư nào mà ra đi bào chữa, đi tranh cãi mà quất hai chiếc bông toàn ten vậy luôn á. Nhân cách mình ổn định tốt dạ, là được dạ. Rồi bây giờ nói chuyện về mẹ chút xíu. Bình thường mẹ ở nhà là người như thế nào? Dạ mẹ là một người rất là chu đáo với con cái. Con lên được đại học như này là công của mẹ rất là nhiều. Dạ nếu mà nói về chung thủy hoặc là nồng cháy trong tình yêu thì mẹ con không có thiếu đâu. Mẹ con rất là giáo viên yêu rồi văn mà dạ. Dễ gì con. Mà theo con thấy là mẹ chưa ok không? Dám nói không? Dạ cũng... dạng nói con dạ. Dạng nói đi con. Đấy, thì thường thì mẹ con về á, dạy về á là khoảng trưa là khoảng 12:30, 12:45 rồi. Thì lúc đó làm việc về á cũng mệt đó con, nên mặt mẹ thì hơi nghiêm túc lúc đó. Thì dạng như đừng có chập chọc ngay khúc đó thôi. Dạ. Rồi bây giờ chú bên đây nè. Hôm nãy giờ con ngồi dưới con nghe rồi đó. Giờ con chào hỏi chú vài câu và con cảm nhận cho cô. Con nhận xét không? Con nói dạ, thẳng đi. Dạ chào chú ạ. Đầu tiên là về ngoại hình đi. Chú cũng ốm giống con. Ốm mà mặn. Con tên gì? Con tên gì? Con tên Lân. Chú tên Lân. Chú tên Lân. Ghê không? Dạ, dạ. Lân bự, Lân nhỏ. Con cần một người dạng như là không cần lo gì cho con hết. Tại vì con đã đại học rồi, nhưng mà con cần một người chăm sóc cho mẹ con. Có một người cùng mẹ con ở tới già để hữu hỷ với mẹ. Về việc làm á chú, đàn ông mà mình có thể làm cái gì đó về cái ngành của mình có thể phát triển cái đó lên cao hơn một mức nữa, để cho nó mẹ con thấy được là một người đàn ông có cái chí hướng, có một cái mục đích trong cuộc sống, đang phát triển chứ. Tiếc cho chú có bằng đại học á phải không, mà chú không làm dạ, nghề đó. Con không? Rất là tiếc quyết định của mẹ với của chú thôi, còn con thì rất là dễ nha. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ. Tiếp tục xuống dưới ủng hộ mẹ. Cảm ơn con trai. Hay không, thấy con cô giáo nói chuyện mạch lạc đâu đó đàng hoàng không? Luật sư mà vậy. Luật sư mà tương lai luật sư với cô giáo nữa. Bây giờ em cho hai anh chị chơi thêm trò chơi nữa nha, bốc thăm trúng thưởng nha.
Thì anh bóc đi, anh muốn bóc câu nào anh bóc. Rồi đọc lớn lên yêu cầu trong đó giùm Tường nha. Đọc lớn lên. Cô gái tiến tới massage cho bạn trai rồi hỏi cảm nhận của anh ấy. Đứng sau lưng đi ha, anh dựa vô ghế đi nè, cho cổ massage cho ảnh coi, rồi anh cảm nhận không biết cô giáo. Cái này lần đầu massage. Ủa vậy hả? Dạ. Cảm nhận nha. Anh ngồi xích xích cái lưng à. Sáng giờ chưa được ngã lưng hết vậy. Hạnh phúc quá chứ gì nữa. Trời. Được rồi, tuyệt vời. Anh cảm nhận, hỏi anh ấy anh cảm nhận sao? Dạ anh thấy trình độ massage của em thế nào ạ? Giờ thì sáng giờ chưa được ngã lưng, giờ được massage thấy nó đã thôi chứ. Đã thôi. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn chị luôn. Bây giờ mình bóc một lá bài nha chị nha. Đọc lớn lên coi ảnh yêu cầu ảnh làm gì đây. Rồi đọc lớn lên giùm em với. Sinh nhật người yêu, cô ấy hoặc anh ấy thích một món quà giá trị 10 triệu đồng, bạn sẽ mua hay không? Vì sao? Quan trọng là cái chỗ vì sao đó. Giờ mới nhớ lại ngày xưa đâu có thế nào mà tặng món quà mà cả cả triệu tiền cho lên. Mười triệu, ví dụ như cái điện thoại cũng cả chục triệu, chiếc nhẫn hay là đôi bông hay là cái gì đó, nhưng mà cái tầm cái giá trị của nó hiện tại. Nếu món quà đó mà giống như nó có giá trị, nó không phải là mua về mà để bỏ đó, bỏ phí á, thì mua bình thường. Ví dụ giờ điện thoại giờ bạn gái điện thoại hư rồi thì mình mua cho bạn gái sinh nhật bạn gái, mình mua cái điện thoại tầm 10 triệu thì cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Bình thường thôi. Dạ. Thí dụ như giờ mua đôi giày hiệu, cái bóp, cái túi hiệu 10 triệu anh mua không? Cũng có khả năng mua. Có khả năng mua. Nhưng mà phải coi lại, tại vì có nhiều khi mình mua xong rồi cái mình ít có xài sử dụng, cái mình cất đó hoài. Là nếu như 10 triệu đó thì mình đổi đi mua cái chiếc lắc hay sợi dây chuyền hay cái gì đó. Có nghĩa là quan điểm anh này là 10 triệu không phải là lớn, vẫn mua được cho người yêu, nhưng miễn món đồ đó là nó phù hợp. Hai anh chị nhìn nhau 30 giây, tôi muốn mỗi người nói với nhau một câu nữa thôi. Kéo cái này ra mình gặp bạn thật sự là nó không có cảm xúc. Với lại nó thêm cái nữa là bây giờ cái tuổi này khó có con. Thì chắc chắn một điều là mẹ và chị không đồng ý. Đó là chắc chắn. Khó. Cô giáo có suy nghĩ như thế nào ạ? Đến đây là mình muốn tìm kiếm cho mình một cái cơ hội. Yeah. Mình muốn mở lòng. Yeah. Với lại là hai người mà khi mà đến với nhau thì cần nhất là cái sự rung động lúc ban đầu. Rồi cảm ơn chị chia sẻ rất là chân thành, rất là thật lòng của anh chị. Bây giờ mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu mình đồng ý hẹn hò mình bấm mạnh, nếu mình không đồng ý mình có quyền lấy tay ra nha. Xin mời hai anh chị nhắm mắt lại ạ. 1 2 3. Hết thời gian. Thật sự thì ngồi ở cái chỗ mai mối này, Tường thấy hai anh chị không bấm nút thì Tường cũng rất là buồn. Nhưng mà rõ ràng là Tường đều đồng cảm được hết với anh chị. Dạ cảm ơn anh chị. Thay mặt chương trình, Tường gửi tặng chị món quà để làm đẹp nha. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ cảm ơn các Tường. Dạ. Kính thưa quý vị, buồn lắm luôn á. Cố gắng mai mối từ nãy giờ nhưng mà kết quả thì không có thành. Nhưng mà quyền quyết định của những người tham gia chương trình, quý vị ạ. Tường luôn trân trọng những cái quyết định của mọi người khi họ tham gia chương trình. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả luôn theo dõi, đồng hành cùng với chương trình nha quý vị nhé. Trong lúc trò chuyện với cô gái á, thì nó cũng còn một số cái vấn đề mà không thể nào mà mình hẹn hỏi nhau được. Nên để cho cô ấy tìm một cái đối tượng khác. Đủ về tuổi tác, không cần phải là quá trẻ, dưới mình một vài tuổi, 5-6 tuổi trở lại thì vẫn còn được. Mình hiểu, mình cũng thông cảm và chia sẻ với anh. Như hồi nãy đó chị có chia sẻ đó, thì lúc đầu thì chị thấy rất là căng. Nhưng mà chị có nói nếu mà tình yêu thương mà đủ lớn thì cái chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà quan trọng là mới ban đầu mình chưa có thấy được cái điều đó, cho nên là mình cũng không có nói được là như thế nào. Chị á, là chị thích cái người đàn ông là chủ động, mạnh mẽ, bản lĩnh. Nhưng mà ảnh là dường như ảnh hơi hiền, ảnh không có chủ động, cho nên là cũng chưa có đủ được cái sức thuyết phục chị. Bên ngoài thì thấy mẹ em vậy thôi, chứ thật sự thì mẹ em trong lòng rất là một người rất là tình cảm. Em thấy chú thì hơi hiền so với mẹ quá, nên nghĩ là mẹ quyết định vậy là đúng đắn. Cái điểm tốt nhất từ mẹ của em đó là sự tự tin và sự mạnh mẽ.